Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mổ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mổ nha các bạn. Cho cái gì? Cho xinh phít. Còn đây có vợ, có chồng. Ô, cái này tôi mò rồi. Sao? Tôi kệ đi, tôi chèn ra. Đâu không? Không đúng đâu. Nếu biết thằng nào tô đẹp nhỉ? Có tao rồi. Là vừa mới tô xong rồi. Đi mở ra cho xem rồi. Vừa mới tô xong. Xóa đồ. Rồi. Xóa rồi gì? Xóa rồi. Kìa rồi. Yếu quỷ. Chứ sao cái mặt bẫy như này chưa làm cái gì. Cái gì vậy? Cái này đập nhá ba rồi quỷ. Bây giờ mình lấy tô màu xong các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn nhé. Giờ mình sẽ gọt mò các bạn. Mấy thằng này má to thế thọ nhỉ. Con anh kia thôi. Má to đầu. Đâu? Thì... Tà xích cái lầu. Ta chưa? Đây. Mày táp chưa? Chứ mạnh mà sợ mà táp. Táp nó mới giỏ. Mày táp, táp vào vùng nhá. Ơ thì thằng ở xóm ta đấy, ta táp suốt. Đấy là xóm mày. Má nó to, ta táp suốt. Ăn véo luôn mà. Nói chết. Nói chung là nghịch má. Nghịch mà táp. Các bạn nhẹ. Giỏi mà giỏi. Quá rồi. Nhưng mà chúng ta ăn dạ, bố mình ăn ba bát nhà. Đấy. Bố ăn ba bát ở nhà. Ba bát giờ mẹ nhà mẹ trôi hết cả mẹ rồi. Dạ, điểm cơm cho nó chắc dạ. Thì mẹ già thế còn đi có đéo thì cứ... Còn no lắm. No lắm cái gì, mộ ăn. No phù. Mẹ uống cà phê ông vẫn chưa tẩy nhà. Đây. Uống cà phê ông vẫn chưa tẩy nhà. Tính cả. Thế còn người béo thì mẹ. Địch mẹ ơi, ba tô cơm còn chưa béo. Rồi. Ba tô cơm còn chưa béo. Béo được, có lại mày ăn cơm sao rồi. Thế ăn gì mới béo? Dạ. Ăn gì mới béo? Được lắm mà. Được. Ba tô cơm. Cơm xong rồi đâu hốc cái đéo gì nữa, béo lắm đâu. Cơm uống cà phê hả? Béo cà phê thì béo được cái gì mà tao. Chết tỉnh. Tỉnh cả. Đã hốc y còn được béo. Nhiều lắm, béo không nhiều, xem béo này.
không không cho nước mặn chuyện này nó cái đéo gì không đi không tuân người mẹ không tòa mà là đi học thì học xuống căn tin thì thật cái trường khiêm nó rep chưa nó xem rồi nhưng mà giao tiếp vậy là mình cho tôi màu sau nếu quận thứ hai cho mình xin cái một like kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục YouTube mỏ nha các bạn. Vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn ạ. Nói tí rồi mình ý đó. Ok. Nói tí nhiều mà mình đi ra. Có một vẹt vẹt. Ô mạnh kia. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô vò nha các bạn nhé. Cầm mẹ thì bực bố mày bảo một này bảo lại đi cầm hai cái thùng tóm này đi tục cái gì cầm mặt thì thấy gì nhá giờ nó đập vẫn luôn thôi làm cái này kỹ con tè không con trừ tè ăn đi lại đi trừ hả đi trừ đi phải trừ người ta chín ngàn như vậy à trừ đi thôi ê ê bật ừ người mà là nói và anh xem tin mạng xem có bánh trưng nào ngon thì đáp thử xem nào tích
thịt bia bánh chưng thì cái nào thì ngon? Không, đấy chế biến khác thì các bạn bảo chế biến khác. Rán lên là ngon. Không, làm kiểu khác thì. Vậy cần kiểu gì nữa? Mấy mẹ ăn đài nhưng mà anh khi mẹ ăn bánh chưng rán thì mẹ ăn thì chán rồi thì giờ mình phải kiểu ấy cả cách mới ăn ngon. Trên mạng đài thì chả có. Giờ chừng đã chán rồi làm được rồi Long nó cũng quay video tô màu nữa, thế là được. đây Thằng Long nó cũng quay video ở nhà nữa, anh thế là được. ngon quay video tôi mỏi nhỉ. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu bạn thấy hay cho mình xin một like, đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã